Câu chuyện tại Đồng Tâm, nhiều người đã nhận thấy một vấn đề rất quan trọng là sở dĩ Đồng Tâm phức tạp vì ngoài vai trò kích động tổ chức của nhóm Đồng Thuận với Lê Đình Kình, Bùi Viết Hiểu thì còn có nguyên nhân quan trọng nữa, đó là do chính quyền cơ sở ở đây đã bị vô hiệu hóa. Trong đó nổi bật nhất là câu chuyện bà bí thư đảng ủy xã Lê Thị Lan, người đứng đầu cấp ủy nhưng lại vào hùa cùng với nhóm Đồng Thuận để làm tình hình thêm phức tạp. Vấn đề đặt ra là tại sao bà Lê Thị Lan làm bí thư đảng ủy xã mà lại vào hùa cùng với nhóm Đồng Thuận? Bà Lê Thị Lan gian lận tuổi tác, bằng cấp phổ thông, bất minh trong việc xét duyệt cho vay vốn ngân hàng chính sách và thu phí trái quy định của hội phụ nữ do bà Lan điều hành, cũng như việc cho vay vốn nặng lãi của gia đình bà, đặc biệt là việc đã bán đất nông nghiệp thành đất thổ cư nhưng vẫn còn tiêu chuẩn ghép khẩu và nhận đất chuyển đổi với con rể ở Quán Thá thừa diện tích, nhưng sau đó vẫn có ruộng ngoài đồng. Việc vận dụng vốn đầu tư trong công tác là cả cơ hội chính trị. Bà Tâm đã kịp thời gặp ông Kình cùng đại diện tổ Đồng Thuận xin ủng hộ một số kinh phí thỏa đáng để được bỏ qua và giải bày tâm tư, mong được giúp đỡ cũng như cam kết chặt chẽ với tổ Đồng Thuận trong mọi công việc. Như vậy vấn đề đã rõ, nhóm Đồng Thuận của ông Lê Đình Kình hoạt động dưới chiêu bài đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực. Bản thân bà Lê Thị Lan vốn có nhiều tiêu cực sai trái, do đó khi thấy ông Kình và nhóm Đồng Thuận hoạt động mạnh đã lo sợ bị nhóm của ông Kình dùng bài đấu tranh tiêu chống tiêu cực để đánh, nên đã nhanh chóng bắt tay thỏa hiệp với nhóm này để bảo toàn vị trí, biến mình thành công cụ quan trọng để nhóm Đồng Thuận có thêm thế lực trong công cuộc tiến hành các hoạt động sai trái của Đồng Tâm. Điều này giải thích vì sao nhiều chủ trương chính sách của nhóm Đồng Thuận đã sớm biết và có nhiều điều kiện để hoạt động mạnh, nhiều chính sách bị bóp méo ngay tại địa phương và nhóm Đồng Thuận vẫn có cơ hội lừa bịp bà con. Liên hệ bà Lê Thị Lan và Lê Đình Kình, Bùi Viết Hiểu để thấy rằng điều có điểm chung đó là cán bộ chính quyền thoái hóa, tham nhũng trục lợi, nhưng ngay hôm nay lại đứng ra dưới danh nghĩa mị dân là đấu tranh chống tham nhũng. Rõ ràng với một người như bà Lê Thị Lan không thể nào đủ tư cách để tiếp tục ngồi ở ghế bí thư đảng ủy xã. Đảng viên ở Đồng Tâm mong muốn chính quyền cấp trên xử lý con mọt này để Đồng Tâm được yên ổn.